GSGO xin được chào các bạn. Không biết xem qua những hình ảnh vừa rồi các chủ tịch sẽ cảm thấy như thế nào ạ? Với những dân nhậu chuyên nghiệp thì dễ dàng nhận ra rằng đó chính là món ăn đặc sản tuyệt vời đến từ Việt Nam. Nhưng đối với nhiều du khách trên khắp thế giới, nó trông vô cùng kinh dị và nôn nao khi chỉ nhìn thoáng qua. Để review tường tận hôm nay thì GSGO sẽ đưa bà con một thực đơn với những món ăn được mệnh danh là độc lạ ẩm thực Việt Nam mà không chỉ có thực khách nước ngoài phải khóc thét mà kể cả một bộ phận người dân ta cũng khó có thể nhá nổi vào mồm. Mở đầu thực đơn ngày hôm nay đó là món trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người nhưng lại là nỗi kinh sợ của những người khác, đặc biệt là người nước ngoài. Nếu đã quen mồm thì không ít bà con phải công nhận rằng món ăn này vô cùng bình dân và đủ luôn 3 tiêu chí là ngon, bổ và rẻ. Trứng lộn là trứng có phôi đã phát triển thành hình con, trông khá rùng rợn nhưng cực kỳ bổ dưỡng. Trước khi vào nồi thì những quả trứng sẽ được ấp trong khoảng từ 17 đến 21 ngày tùy vào môi trường xung quanh. Thông thường, cách ăn trứng lộn là luộc lên rồi ăn kèm cùng rau răm, gừng, ngải cứu và muối tiêu chanh. Nếu biến tấu đi một chút thì bạn có thể biến tấu thành trứng lộn xào me, nướng mỡ hành hoặc bầu, vân vân. Để thấy được cái nhìn sợ hãi của người nước ngoài thì vào cuối năm 2018, Bảo tàng đồ ăn tại Thụy Điển đã trưng bày các món ăn kinh dị trên thế giới nhưng lại là đặc sản của chính quốc gia đó. Khoảng 80 mẫu đồ ăn được trưng bày tại đây và đương nhiên không thể không có mặt trong mâm cỗ này, đó chính là món trứng vịt lộn của Việt Nam. Người phương Tây coi việc thưởng thức món ngon này không khác gì tra tấn bởi họ sợ phải ăn bào thai của con vịt. Món thứ hai có hơi máu me một chút đó chính là tiết canh. Tiết canh là món ăn tươi sống dân dã của người Việt và tùy theo mỗi đầu bếp mà có cách chế biến khác nhau. Tiết canh cũng rất đa dạng, nào là tiết canh ngan, tiết canh cua, tiết canh dê, tiết canh rắn, tiết canh tôm hùm, nhưng phổ biến nhất vẫn là tiết canh lợn và tiết canh vịt xiêm. Do được làm từ máu tươi nên những thánh ăn nào đang xem video này thì cũng nên cẩn trọng khi lựa chọn nguyên liệu hoặc hàng quán trước khi nâng bát. Dù tiết canh là món ăn phổ biến được nhiều người ưa chuộng và dù có dễ ăn đến mấy thì nhìn bát tiết canh đỏ tươi cũng có thể khiến bạn nổi da gà ớn lạnh. Theo đúng công thức của bà chủ quán nhậu mà các bợm nhậu thâm niên thường tạt qua đã truyền lại rằng thì khi xin được tí tiết còn tươi từ một con động vật nào đó, ta cần pha ngay với chút nước mắm hoặc nước muối nhạt. Tiếp theo, dùng đũa khoáng nhẹ cho tiết khỏi đông lại trước khi trộn với những phần thịt, sụn động vật băm nhỏ để làm đông tiết. Bên cạnh đó còn có thêm một bước quan trọng khác là cần luộc chín thịt động vật để lấy nước cốt. Lấy một lượng nước luộc thịt vừa rồi, dưới nhanh tay, nhẹ nhàng phần dung dịch tiết trên cho thật đều và bát nhỏ. Món thứ ba trong menu là món thịt chuột. Nghe đến chuột có lẽ nhiều người sẽ xanh mặt lắc đầu, nhưng đây lại là món ngon khá phổ biến ở Việt Nam với nhiều cách chế biến mới lạ và cực phù hợp để nhắm tí vodka Hà Nội hoặc Heineken. Dù vậy cũng không thể bỏ qua nhiều quan niệm từ trước tới nay rằng chuột là con vật bẩn thỉu và mang theo mầm bệnh. Hàng trăm món ăn từ con Jerry này có thể kể đến như chuột sắt miếng to kho nước dừa và xả ớt, chuột xào xả ớt, chuột giam mặn với muối, chuột xào lá cách, chuột nấu canh chua, chuột ướp sả nướng, chuột băm nhỏ xào lá quýt, chuột kẹp lá chanh nướng, chuột kho rau răm, chuột nướng đều là những món đặc sản nổi tiếng tại một số vùng tại Bắc Ninh, Hà Nội hay các tỉnh miền Tây. Dân nhậu thì rất khoái món ăn này và những con chuột thường được chọn là chuột đồng tự nhiên. Thịt chuột ngon nhất là ở các vùng quê vào mùa gặt, thường khi đốt đồng người dân hay bẫy chuột để bắt những con chuột cống nhum hoặc chuột cơm to béo về làm thịt. Thịt chuột đồng có màu trắng và thơm ngon như thịt gà và chuột sau khi sơ chế được chế biến thành các món ăn từ đơn giản đến cầu kỳ. Thịt chuột sẽ thơm ngon nhất khi chuột được sơ chế với phương thức thui vàng để tránh bị sình vì nước có trong thịt và sạch sẽ nhất. Vào mùa gặt lúa, nông dân thường dùng dạ tại cánh đồng để thui chuột, mùi thơm bay phảng phất theo gió từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Công bằng mà nói, nhìn những con chuột được sơ chế sạch sẽ và thui vàng, bạn có thấy quá kinh dị hoặc muốn gắp luôn một miếng hay không? Hãy cho bà con biết cảm xúc của bạn dưới phần bình luận. Tiếp theo, món thứ tư là chả dươi. Con dươi là một loại sinh vật biển, còn gọi là bách cước, có hàng trăm chân, hình dạng trông đáng sợ giống con dế với màu xanh, vàng, tím,
thuộc bộ giun đốt, có nhiều lông tơ, được tìm thấy ở nhiều tầng nước và tìm kiếm thức ăn trong các đám rong, cỏ biển, ẩn núp dưới đá hay giấu mình trong cát hay bùn. Chúng thường xuất hiện nhiều nhất là từ tháng 9 đến tháng 11. Tuy bề ngoài khá đáng sợ với những ai yếu bóng vía, nhưng đây là loài có giá trị về ẩm thực và dinh dưỡng. Những con dươi sống ngọ nguậy ngoài chợ sẽ khiến nhiều người khiếp sợ. Nhưng món chả dươi đã được chiên ngập dầu cùng với trứng và nêm nếm các gia vị là một món mà bạn cũng nên thử một lần trong đời. Chả dươi là chả làm từ thịt dươi, đôi khi còn gọi là dươi đúc trứng, là một trong những món chả rán đặc biệt của người Việt khiến nhiều thực khách phải ghiền. Tuy vậy, ăn dươi sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm độc và mắc một số bệnh đường ruột như tiêu chảy đối với những người có đường ruột không tốt. Và trong khi món ăn tương đối ít phổ biến tại một số vùng miền, thì nó lại khá phổ thông trong ẩm thực của người Hà Thành. Dươi thường chỉ xuất hiện vào một số ngày trong năm khi con nước dâng cao, ngập những chân ruộng khô nẻ. Ở Trà Vinh, dươi còn được dùng làm nước mắm dươi có hương vị đậm đà, thơm ngon. Món ăn này thực chất nhìn bề ngoài không đáng sợ bằng những món kể trên, mà nó chỉ kinh dị khi chúng ta xem từ lúc chuẩn bị nguyên liệu tới khi chế biến. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, hàm lượng chất đạm trong dươi là vô cùng lớn và còn nhiều hơn cả cua, tôm hay ghẹ, nên nó không thích hợp với những người vừa ốm dậy, hen suyễn, tiền sử dị ứng, bụng dạ khó tiêu và đặc biệt là phụ nữ mang thai không nên ăn dươi. Cho nên, với những người nằm trong các trường hợp kể trên, xin hãy hạ đũa để GetGo gọi ra các món khác, hứa hẹn khiến bà con phải vứt luôn cả bát. Dùng mình không kém với món thứ 5, đuông dừa. Đuông dừa là ấu trùng dạng sâu của bọ kiến dương. Sau mùa giao phối, loài bọ này thường chọn cây dừa sung sức, khoét ngọn rồi đẻ trứng vào. Trứng nở ra ấu trùng và lớn dần nhờ ăn cổ hũ dừa đến khi xuyên thủng ngọn dừa. Đúng như cái tên của nó, loài sinh vật này sống chủ yếu trong thân cây dừa. Dù đuông đục khoét là hỏng dừa, nhưng đuông dừa ăn rất ngon và lại là đặc sản độc đáo có 102 ở những xứ dừa đồng bằng sông Cửu Long. Kích thước của chúng thường rơi vào khoảng 3-5cm, toàn thân màu vàng và chứa nhiều protein có lợi. Đuông dừa có hình dạng giống con sâu non, thân mềm nhũn, màu trắng sữa và di chuyển bằng cách trườn tới trườn lui, làm người yếu bóng vía có thể khóc thét khi lần đầu nhìn thấy nó. Dù vậy, nó vẫn là nguyên liệu chế biến ra nhiều đặc sản nước tiếng miền Tây như đuông nướng muối ớt, đuông nướng, đuông chiên bơ, đuông hấp nước dừa, đuông nấu cháo và đuông dừa hấp xôi. Là đặc sản nổi tiếng của Việt Nam, nhưng dưới con mắt của người nước ngoài thì đuông dừa lại là món ăn kinh dị. Món ăn phổ biến nhất được chế biến từ đuông dừa đó là đuông chấm nước mắm ăn sống. Những con đuông dừa tròn trùng trục, béo ngậy và đang bò ngoe nguẩy trong bát nước chấm ớt khiến những ai lần đầu thưởng thức cũng đều nổi da gà, kể cả người Việt Nam chứ chưa nói gì đến du khách nước ngoài. Nhiều người nói giống như lòng đỏ trứng gà tan dần trong khoang miệng, có vị béo bùi. Nói thẳng cũng chẳng phải ngại chứ GetGo nhìn thôi cũng muốn gọi em Huệ tới ăn hộ chứ ngồi đó mà thưởng thức ẩm thực. Để phải chọn ra một món ăn trông có vẻ dễ nuốt, dễ nhìn nhất thì có thể kể đến món đuông nướng. Vị béo ngậy, thơm nức của đuông nướng quyện cùng vị chua chát mặn ngọt của nước chấm và rau tươi. Dù là một trong những món ăn đặc sản của Việt Nam, nhưng với hình dáng khó coi đó đã thấy nổi da gà chứ chưa nói tới việc cho lên miệng. Không kém cạnh so với đuông dừa, món thứ 6 đó là xá sùng. Xá sùng là một loài hải sản quý hiếm, có thân mềm, chỉ sống ở những bãi cát ven biển nơi thủy triều lên xuống, tạo ra những roi cát có hình dạng trông dễ sợ, xù xì và kịch cỡm tựa như một con giun khổng lồ đầy màu sắc. Vào thời phong kiến, ngư dân vùng biển thường tiến cống xá sùng cho vua quan và chỉ những gia đình giàu có mới có thể thưởng thức thịt của loài hải sản đặc biệt này. Xá sùng là hải sản thường gặp ở vùng biển Vân Đồn và Móng Cái, ở thành phố biển Nha Trang, Côn Đảo, Bến Tre, Cà Mau. Xá sùng được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khó quên như nấu canh, xào, nướng hay phơi khô. Xá sùng còn là linh hồn trong món phở truyền thống của Hà Nội 36 phố phường và Nam Định, làm nước dùng thơm hơn, ngọt nước hơn. Ngoài ra, xá sùng trong đông y còn là một bài thuốc hữu ích cho quý ông tăng cường cậu em, hay còn hiểu là một người khỏe, hai người vui bằng cách nấu với thuốc bắc hoặc gà ác. Đây cũng là món ăn ngon của vùng biển Việt Nam khiến nhiều du khách e dè và không dám động đũa tới. Người nước ngoài khi đến Việt Nam bên cạnh những ngạc nhiên về văn hóa đặc sắc, thiên nhiên nguyên sơ tươi đẹp, họ còn sốc nặng trước những món ăn độc đáo, ngoe nguẩy và nhung nhúc khiến những người can đảm nhất và dễ ăn nhất cũng phải rùng mình, kinh hãi.
Nổi tiếng với các món ăn tươi sống thì không thể thiếu món thứ bảy, đó là cá nhảy. Chúng ta cùng đến với những đặc sản quen thuộc của nhiều gia đình người Thái ở Sơn La. Gỏi cá nhảy tuy chế biến khá đơn giản nhưng lại rất kén người ăn. Nét rùng rợn ở món ăn này nằm ở cách ăn lạ lùng. Cá sống vẫn còn nhảy tanh tách được bỏ vào miệng ăn, khiến những người yếu tim đều phải giật thon thót. Cá dùng để chế biến món gỏi cá nhảy phải được nuôi ở ao tự nhiên hoặc bắt ở suối nguồn, cách xa khu dân cư. Cá bắt về phải còn sống. Chọn những con cá bé có kích thước lớn nhất là bằng ngón tay cái của người lớn, thả vào chậu nước muối sạch để cá tự bơi và tiết hết những thứ bẩn ở trong người. Sau đó mang cá ra rửa lại bằng nước muối nhạt một lần nữa là đạt yêu cầu. Điểm đặc sắc nhất của món ăn này chính là các gia vị đi kèm. Theo đó, cá nhảy được ăn kèm với lõi chuối tươi, rau thơm gồm có mùi, húng, thì là, kinh giới, các loại gia vị mắm, muối, mì chính, tỏi, ớt. Tất cả phải được băm nhỏ tạo thành một hỗn hợp ăn kèm có độ chua, cay, nồng, ngọt và mùi thơm đặc trưng. Mỗi người ăn dùng một chiếc thìa nhỏ xúc cá kèm theo lõi chuối và nước chua đưa lên miệng thưởng thức. Với những thực khách sành ăn sẽ nhận ra ngay hương vị độc đáo nơi đầu lưỡi, đó là vị giòn, ngọt của thịt cá và vị cay của tỏi, ớt, vị tê tê nơi đầu lưỡi. Các gia vị sẽ làm át đi vị tanh của cá, chỉ còn lại vị ngọt, giòn, thơm và bùi của thịt cùng những loại rau ăn kèm. Trước khi đến với các món ăn chính tiếp theo, thì GS GO xin mang ra món gia vị chỉ có ở Việt Nam, đó là mắm tôm. Mùi của mắm tôm có lẽ sẽ không thực sự dễ chịu đối với nhiều người Việt, nhưng nếu đã ăn được thì sẽ rất là ghiền. Mắm tôm có thể khiến các thực khách nước ngoài kinh sợ do mùi của chúng. Đây là loại mắm được tạo chủ yếu ra từ tôm và muối, cùng một loại enzyme có trong ruột tôm để lên men và tạo mùi vị đặc trưng. Đây là loại gia vị ăn kèm với bún đậu mẹt cực kỳ hấp dẫn các bạn trẻ Việt Nam. Nên lời khuyên với những bạn đang có người yêu thì nên thủ sẵn viên kẹo khi ăn kèm món gia vị này. Còn đối với những thanh niên đang FA thì khỏi cần. Ở Việt Nam, mắm tôm như một thứ hương vị rất riêng và không thể thiếu trong một số món ăn truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, với người nước ngoài, đôi khi họ sẽ chạy mất dép khi nhìn và ngửi mùi của nó. Trong tín ngưỡng của người Việt Nam, mắm tôm là thức ăn có tác dụng xua đuổi tà ma, có thể do mùi của nó khiến ma quỷ cũng phải khiếp đảm mà không dám lại gần. Mắm tôm thường có 3 dạng là đặc, sệt và lòng. 3 dạng này chỉ khác nhau ở tỷ lệ muối và quá trình phơi nắng. Mắm tôm có mặt trong nhiều món ăn dân dã miền quê, nhất là những món ăn miền Bắc như cà pháo, dầm mắm tôm, nộm rau muống. Bên cạnh đó, các loại thịt luộc kết hợp với loại gia vị này thì phải gọi là hết nước chấm. Để tăng thêm vị giác, nhiều dân nhậu cũng khuyên rằng nên ăn kèm các loại rau thơm, khế chua, chuối chát hay riềng tươi tùy theo loại thịt. Món thứ 9 trong thực đơn kinh dị ngày hôm nay, đó chính là thịt chó. Không phải tự nhiên mà GS GO lại xếp món đặc sản này cùng với món gia vị truyền thống của Việt Nam kể trên. Với độ sành ăn của ông bà ta xưa nay thì câu nói thịt chó phải có mắm tôm quả là không sai. Mặc dù vậy, du khách phương Tây lại sợ hãi khi biết tới món ăn này tại các nước châu Á. Bởi từ trước tới nay họ coi chó là loài vật sống tình cảm, họ coi chúng là những người bạn. Thậm chí ở một số nước, khi chó chết đi họ còn đem đi chôn và có bia mộ. Cho nên họ không bao giờ nghĩ loại động vật này lại trở thành đồ ăn. Theo GS GO suy đoán thì chỉ có 2 lý do. Một là họ coi chó là bạn tri kỷ, và hai là có thể họ chưa biết tới mắm tôm. Theo quan niệm dân gian của người Việt, thịt chó có tác dụng giải đen vào những ngày cuối tháng hay gặp vận rủi trong cuộc sống. Còn theo Đông y, thịt chó lại có tác dụng trợ dương, ích khí, trừ hàn. Tiếp theo, phá lấu là món thứ 10. Món phá lấu được chế biến từ các bộ phận của động vật như chân, đầu, đuôi và nội tạng. Phá lấu có thể được tìm thấy ở mọi tỉnh thành và con đường ở Việt Nam. Một món ăn quen thuộc ở đất Sài Gòn, đó là món bánh mì ăn kèm cùng phá lấu, được nhiều người dân chọn làm món điểm tâm vừa ngon, rẻ và tiện lợi. Đối với một số người thì phá lấu lại là một món ăn rùng rợn, bởi họ không quen ăn nội tạng và sự lộn xộn của nó. Người nước ngoài đến Việt Nam thường ngưỡng mộ người Việt trong cách chế biến thực phẩm ở chỗ. Người Việt tận dụng tối đa mọi bộ phận của động vật để chế biến thành món ăn mà ở nước họ không ăn như chân, đầu, đuôi, nội tạng. Nhưng ở một số nước Đông Nam Á này, món phá lấu là tổng hợp của những thứ đó lại.
Món tiếp theo hơi có mùi nhưng cũng không thể bỏ qua, đó là món phân non nậm phịa. Tây Bắc là một vùng núi cao được thiên nhiên bao bọc và đi kèm với tính đa dạng về hệ sinh thái, đó là sự phong phú trong chế biến ẩm thực đậm chất núi rừng. Với những dân sành ăn thứ thiệt thì không thể không thưởng thức những món ăn đặc sản nổi tiếng tại vùng này. Nhưng với cửa ải cuối cùng phân biệt dân chuyên với dân chiết cành thì phải khẳng định không thể khác được, đó là món phân non nậm phịa. Nếu hiểu từ tiếng Thái sang tiếng Quốc ngữ thì nậm chính là canh, còn phịa lại là thứ dịch nhầy sền sệt trong ruột non của động vật ăn cỏ và có chức năng làm tiêu hóa thức ăn. Nhưng vì thức ăn chưa được tiêu hóa hoàn toàn nên người ta gọi đây là phân non của động vật ăn cỏ. Để miêu tả bằng mắt thường thì nó là một màu nước đục nâu vàng, ngửi thì nồng lên tận mũi, ngậm thì đắng hăng tận cổ và ăn vào sẽ hơi sền sệt khá kinh dị. Đây không phải là một món ăn dễ ăn bởi vị đắng và mùi hương khó ngửi của nó. Mới đầu ăn, nhiều người sẽ cảm thấy khó nuốt bởi vị thum thủm của ruột, mùi của mắc khén và các loại lá đắng được cho vào, nhưng sau đó thì để lại vị ngọt, béo trong cuống họng. Thế nhưng nếu bỏ qua những ngần ngại về mùi vị thì đây là một món ăn tuyệt vời và hội tụ tinh hoa ẩm thực núi rừng Tây Bắc. Món thứ 12 trong thực đơn đó là thắng cố. Tiếp tục với món ăn dân tộc thì không thể không kể đến món thắng cố. Đây là món ăn truyền thống của người Hơ Mông. Người Hà Nội tự hào về phở, người Sài Gòn tự hào về cơm tấm bao nhiêu, thì người dân vùng Tây Bắc cũng tự hào bấy nhiêu vì món thắng cố của mình. Tính tuổi đời thì món ăn này đã có từ rất lâu đời, khoảng 200 năm trước khi người Hơ Mông về vùng Tây Bắc cư trú. So với những món ăn khác thì thắng cố là món ăn độc, dị và có sức hút rất lớn đối với du khách khi tới mảnh đất này. Trước kia, thắng cố truyền thống được chế biến từ một con ngựa và không bỏ đi bất cứ thứ gì, kể cả ruột non tới ruột già hay kể cả bộ phận mà Jet Go không tiện đề cập. Thắng cố ngon nhất vẫn là thắng cố ngựa ở vùng Bắc Hà, Mường Khương, Sapa, Lào Cai. Từ hương vị đặc trưng quyến rũ, chảo thắng cố sôi lục bục trên bếp lửa hồng, nhìn khá bắt mắt bởi những miếng thịt, miếng mỡ vàng nhạt, đoạn lòng trắng điểm xuyết những lá hành xanh ngắt dậy mùi thơm của thịt. Nội tạng ngựa được chế biến sạch có mùi thơm, giòn giòn, quyện với mùi cay nồng của các loại rau nhúng như cải mèo, cải ngồng, cải lầu, chấm với loại nước chấm đặc biệt làm từ ớt Mường Khương. Thắng cố nguyên bản của người dân tộc ở các phiên chợ thường khó ăn, còn trong các nhà hàng thì thắng cố đã được cải biên đi nhiều để phù hợp với khẩu vị người Kinh. Dù vậy, nó vẫn là món ăn kinh dị với rất nhiều người. Tiếp đến, thứ 13 là món cháo mối. Mối là một nhóm côn trùng có họ hàng gần với gián, có đời sống xã hội cao và chia theo từng giai cấp khác nhau để tồn tại, bao gồm mối chúa, mối đực, mối lính và mối có cánh. Mối là một loại côn trùng hoạt động ẩn náu, theo đàn, và trên thế giới có hơn 2.700 loài mối. Thường thấy nhất là mối nhà, mối đất cánh đen. Và kinh dị nhất trong hoạt động của loài này là để chăm sóc các ấu trùng thì nó sẽ phải thải phân để nuôi sống chúng. Mối thợ sẽ nhai nát gỗ trộn với enzyme có trong hệ tiêu hóa để chuyển hóa thành cellulo. Sau đó, chúng sẽ cho ra hỗn hợp bằng đường hậu môn. Và cuối cùng thì ấu trùng mối sẽ ăn hỗn hợp đó và nhờ vào enzyme được trộn để chuyển hóa thành cellulo giúp ấu trùng mối có thức ăn. Dù vậy, tại Việt Nam lại không hề ngần ngại mà tống thẳng loại côn trùng này vào nồi mà húp, khiến các cụ các mợ đi du lịch từ châu Âu sang sút hết cả ruột. Mùa bắt mối diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch. Bà con tranh thủ bắt mối để rang ăn, rang xong dằm với nước mắm hoặc giã với muối. Món cháo mối với màu nâu của mối có mùi thơm rất đặc trưng, bổ dưỡng, từ lâu đã trở thành nét độc đáo trong ẩm thực của đồng bào Cơ Tu vùng Quảng Nam. Thịt rắn sẽ là món ăn kinh dị tiếp theo trong thực đơn. Việt Nam là một nước nhiệt đới nên các loài bò sát nói chung và các loài rắn nói riêng rất đa dạng về chủng loại. Dù biết đây là loài vô cùng nguy hiểm và cực độc, nhưng chỉ với vài cốc bia cùng thêm hội bạn nhậu thì con gì cũng phải lên mâm. Như chuyện thường ở Việt Nam, người ta đơn giản chỉ hay ăn có mỗi mấy con rắn hổ mang, rắn cạp nong, cạp ni hay rắn ráo. Đặc biệt, vì muốn trở thành dũng sĩ trốn phòng the, nhiều quý ông đã lao vào thú ăn chơi tàn bạo. Họ lùng mua những con rắn lúc đang bụng mang dạ chửa, mổ bụng lấy bào thai, sau đó nhúng qua nồi nước đang sôi, rồi thưởng thức hoặc tìm những loài rắn có 102 về nhắm. Giả sử lôi được con trăn Nam Mỹ về Việt Nam thì không rõ được mấy mâm cho anh em họ hàng chè chén chung vui.
Không những bày những loài dị biệt lên mâm, lên đĩa, người Việt còn mạnh dạn tống những loài vật đó vào trong chai rượu để thưởng thức. Rượu thuốc ngâm là tên gọi chỉ các loại rượu ngâm rất phổ biến trong hệ thống đồ uống của ẩm thực Việt Nam truyền thống. Với nhiều người Việt Nam và du khách sành rượu thì có lẽ không xa lạ gì với những loại rượu ngâm từ thảo dược đến các loại động vật như rắn, rết, bò cạp. Và đây cũng là loại rượu kinh dị ở Việt Nam khiến nhiều người phải sợ bởi độ khủng của nó. Cá biệt có một số loại được ngâm nguyên con. Rượu ngâm nguyên con thường gặp là rượu rắn ngâm theo số lẻ một con, thường là rắn hổ mang, rắn bò cạp. Ngoài ra có thể ngâm được tất cả mọi con như rượu tắc kè, rượu bìm bịp, rượu chim sẻ, rượu cá ngựa, rượu ong đất, rượu ong vỏ vẽ. Dường như với người nước ngoài thì người Việt Nam có thể ngâm bất cứ thứ gì trong rượu, từ cao hổ cốt, cao ngựa đến mai rùa, rắn, cá ngựa, bọ cạp hay những loại tạng phủ như tiết rắn, mật gấu, óc khỉ, cà dê, v.v. Nhưng những chai rượu như thế này chỉ dành cho những người dũng cảm mới dám uống. Ưu điểm của rượu thuốc ngâm là chắt lọc được tinh chất, bảo quản thuốc được lâu và khử bớt độ độc của rượu. Thuốc để ngâm thường là thuốc bổ và có tác dụng nâng cao thể trạng, kích thích tiêu hóa an thần, nhuận tràng, chữa các chứng đau mỏi do phong hàn, phong thấp. Tuy nhiên, những người âm hư hỏa vượng và yếu bóng vía không nên dùng các loại rượu thuốc này bởi chỉ nhìn chai rượu thôi đã đủ kinh dị. Đến đây thì GS Go xin tạm dừng chuyến đi thưởng thức những món ăn độc lạ Việt Nam với 15 món, đủ loại mùi vị khác nhau. Và để đóng góp thêm vào mâm cỗ kể trên, thì bất kỳ bà con nào mà gia đình còn truyền lại các bí kíp ẩm thực và loại hàng khủng này, hãy mạnh dạn cung cấp thêm thông tin để bà con cộng đồng mạng cùng thẩm định. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của GS Go. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GS Go xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.